Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sách chương trời sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng Hệ Liêm, nếu cấm theo quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sang bảng chia 5, trang 27 đến trang 29 nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Dựa vào bảng nhân 5 tìm kết quả ở bảng chia 5. Sau đó mình sẽ viết theo mẫu nha. Giờ mình sẽ quan sát mẫu. Mình có là 5 nhân 1 bằng 5, có nghĩa là 5 chia 5 bằng 1. Được không? 5 nhân 2 bằng 10, có nghĩa là 10 chia 5 sẽ bằng 2. Được không? 5 nhân 3 bằng 15, có nghĩa là 15 chia 5 sẽ bằng 3. Được không? Như mọi từ cái bảng nhân 5 mình sẽ suy ra được cái bảng chia 5. Đúng không? Tiếp theo sẽ là 5 nhân 4, đúng không? 5 nhân 3 tiếp theo sẽ là 5 nhân 4. 5 nhân 4 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 4 thì bằng 20. Có nghĩa là mình sẽ lấy 20 chia 5 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 4. Đúng không? Tiếp theo sẽ là 5 nhân 5. 5 nhân 5 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 5 thì bằng 25. Có nghĩa là mình lấy 25 chia 5 thì bằng 5. Đúng không? Tiếp theo là 5 nhân 6. 5 nhân 6 thì bằng 30. Có nghĩa là mình lấy 30 chia 5 thì bằng 6. 5 nhân 7 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 7 thì bằng 35. Có nghĩa là mình lấy 35 chia 5 thì bằng 7. Đúng không? Giờ 5 nhân 8 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 8 thì bằng 40. Có nghĩa là 40 chia 5 thì bằng 8. 5 nhân 9 thì bằng 45. Có nghĩa là 45 chia 5 thì bằng 9. Và cuối cùng 5 nhân 10 thì bằng 50. Có nghĩa là mình lấy 50 chia 5 thì bằng 10. Đúng không? Giờ như mình sẽ viết bên đây 5 nhân 4 20 chia 5 bằng 4, mình ghi số này chính là số 4. Giờ 25 chia 5 thì bằng 5, như chỗ này mình sẽ viết số 5. 30 chia 5 thì bằng 6, như chỗ này mình sẽ viết số 6. 35 chia 5 thì bằng 7, chỗ này mình sẽ viết số 7. 40 chia 5 thì bằng 8, như vậy ở đây mình sẽ viết số 8. 45 chia 5 thì bằng 9, chỗ này mình sẽ viết số 9. 50 chia 5 thì bằng 10, chỗ này mình sẽ viết số 10. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em mà có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 mình sẽ thực hiện tính nhẩm. Để làm được câu số 2 thì mình sẽ học thuộc bảng chia 5. Bảng ở phía trên này là mình có thể làm được. 15 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 15 chia 5 thì được 3. Chỗ này mình sẽ viết số 3. 40 chia 5 thì bằng 8. Vì 5 nhân 8 bằng 40. 25 chia 5 thì bằng 5. Vì 5 nhân 5 bằng 25. 35 chia 5 thì bằng 7. Vì 7 nhân 5 là bằng 5. Đúng không? 5 chia 5 thì bằng 1. Đúng không? 1 nhân 5 thì bằng 5. 10 chia 5 thì bằng 2. Vì 5 nhân 2 bằng 10. Đúng không? 45 chia 5 thì bằng 9. Vì 5 nhân 9 bằng 45. 30 chia 5 thì bằng 6. Vì 5 nhân 6 bằng 30. 20 chia 5 thì bằng 4. Vì 5 nhân 4 bằng 20.
50 chia 5 thì bằng 10. Vì 5 nhân 10 bằng 50. Được này. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Và câu số 2 các em là có kết quả giống như thầy. Các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 mình sẽ viết số vào chỗ chấm. Như vậy là số bao nhiêu chia 5 thì bằng 5. Thì để tìm số này, có nghĩa là số này là số bị chia. Khi muốn tìm số bị chia thì các em có thể lấy số chia nhân cho Khương là được. Có nghĩa mình lấy 5 nhân 5. 5 nhân 5 thì bằng 25. Chỗ này mình sẽ viết 25. Được không? 5 nhân 5 bằng 25. Có nghĩa là 25 chia 5 sẽ bằng 5. Tương tự ở đây, muốn tìm số bị chia mình lấy số chia nhân cho Khương. 5 x 7 thì bằng bao nhiêu? 5 x 7 thì bằng 35. Có nghĩa là 35 chia 5 bằng 7. Giờ 5 x 2 thì bằng bao nhiêu? 5 x 2 bằng 10, có nghĩa là 10 chia 5 bằng 2. Giờ 5 x 9 thì bằng bao nhiêu? 5 x 9 thì bằng 45, có nghĩa là 45 chia 5 bằng 9. Giờ 5 x 10 thì bằng bao nhiêu? 5 x 10 thì bằng 50, có nghĩa là 50 chia 5 thì bằng 10. Giờ tiếp theo 5 x 3 thì bằng bao nhiêu? 5 x 3 thì bằng 15, có nghĩa là 15 chia 5 bằng 3. 5 x 4 thì bằng 20. Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là 20 chia 5 sẽ bằng 4. Năm nhân 6 thì bằng bao nhiêu? 5 x 6 thì bằng 30, có nghĩa là 30 chia 5 bằng 6. 5 x 8 thì bằng bao nhiêu? 5 x 8 thì bằng 40, có nghĩa là 40 chia 5 bằng 8. 5 x 1 thì bằng bao nhiêu? 5 x 1 thì bằng 5, có nghĩa là 5 chia 5 sẽ bằng 1. Được rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm nút hết video để biết là các em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 4. Câu số 4 mình sẽ nói theo mẫu. Như vậy ở đây mình sẽ nói phép chia và kết quả. Ví dụ ở đây người ta làm mẫu 15 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 15 chia 5 thì bằng 3. Nên mình sẽ nói phép tính với là số 3. Được nha. Giờ tiếp theo mình xem phép tính ở đây. 5 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 5 chia 5 thì bằng 1. Nên mình sẽ nói phép tính này với là số 1. Mình sẽ nói là như được này. Giờ 40 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 40 chia 5 thì bằng 8. Đúng này. Nhưng mình sẽ nói phép tính này với là số 8. 40 chia 5 thì bằng 8. Vì 5 x 8 bằng 40. Tiếp theo là 50 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 50 chia 5 thì bằng 10. Vì 5 x 10 bằng 50. Đúng này. Nhưng mình sẽ nói phép tính với là kết quả là số 1. Tiếp theo là 35 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 35 chia 5 thì bằng 7. Đúng không? Vì 5 x 7 bằng 35. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em là có kết quả giống như thầy. Các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Câu số 5 là mỗi hình ảnh sẽ khởi hiện một số, em hãy tìm các số đó. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có một con ngựa vàng cộng một con ngựa vàng thì sẽ bằng 4. Như vậy là một con ngựa vàng, hai số nào giống nhau cộng nhau sẽ bằng 4. Chính là số 2. Như vậy ngựa vàng chính là số 2. Vì 2 cộng 2 bằng 4. Như vậy là ngựa vàng là số 2. 10 chia 2 thì bằng bao nhiêu? 10 chia 2 thì bằng 5. Như vậy là hươu cao cổ chính là số 5. Đúng rồi. Giờ như vậy là hươu cô cao cổ sẽ là số 5. Như vậy là số bao nhiêu chia 5 thì bằng 6. Số bao nhiêu chia 5 thì bằng 6 thì mình sẽ, để tìm được số bị chia thì mình sẽ lấy 5 nhân 6. 5 nhân 6 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 6 thì bằng 30. Như vậy có nghĩa là hà mã sẽ là số 30. Đúng rồi. Vì 30 chia 5 thì bằng 6. Đúng rồi. Như vậy mình sẽ có là ngựa vàng là số 2, hươu cao cổ là số 5 và hà mã sẽ là số 30 nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Như vậy ở đây mình sẽ có là báo gấm nhân 7 thì bằng 35. Như vậy số bao nhiêu nhân 7 sẽ bằng 35? Mình thấy là 5 nhân 7 thì bằng 35. Như vậy báo gấm chính là số 5. Đúng rồi. Báo này người ta gọi là báo đốm hoặc là báo gấm cũng được. Đúng rồi. Như vậy báo đốm sẽ là số 5 nha. Như vậy báo đốm đây là số 5. Đây là số 5. Số bao nhiêu chia 5 sẽ bằng 5. Như vậy để tìm số bị chia thì mình sẽ lấy số chia nhân cho hương. 5 x 5 thì bằng bao nhiêu? 5 x 5 thì bằng 25. Như vậy chú voi sẽ là số 25. Đúng rồi. 25 chia 5 sẽ bằng 5. Giờ như là voi sẽ là 25, còn báo đốm sẽ là 5. 25 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? 25 trừ 5 thì bằng 20. Như vậy là sư tử sẽ là số 20. Đúng rồi. Như vậy mình sẽ có là báo đốm là số 5, chú voi là 25 và sư tử là 20. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em là có kết quả giống khởi. Các em có thể bấm nút hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ qua tiếp câu số 6. Câu số 6 người ta kêu mình viết dấu phép tính, dấu nhân hoặc là dấu chia vào chỗ 3 chấm cho thích hợp nha. Giờ mình xong quan sát ở đây 5, 2, 10. Như vậy là ở đây mình sẽ đã chọn phép nhân hay phép chia. Mình thấy là 5 nhỏ hơn 10. Như vậy 5 nhân 2 mới bằng 10. Chỗ này sẽ là phép nhân. Đúng rồi. 5 nhân 2 sẽ bằng 10. Đúng rồi. Giờ tương tự hàng theo cột nhé. Đây là 5, này là 4 bằng 20. Như mình thấy là 5 sẽ nhỏ hơn 20. Như vậy là mình sẽ điền dấu nhân. 5 nhân 4 sẽ bằng 20. Đúng rồi. 5 nhân 4 bằng 20. Tương tự từ trên xuống dưới cột này 2, 2, 4 2, 2 bằng 4. Như vậy ở đây mình cũng chọn là phép nhân 2 nhân 2 bằng 4. Đúng không? Giờ tiếp theo ở đây là 10 2 bằng 5. Mình thấy đây là 10, đây là 5. 10 lớn hơn 5. Như vậy ở đây mình phải điền dấu chia. 10 chia 2 sẽ bằng 5. Đúng rồi. Giờ mà xem điền chỗ này cái gì đây. 4, 2, 2. Rõ ràng 4 lớn hơn 2. Như ở đây mình phải đặt lại dấu chia. 4 chia 2 thì bằng 2. Đúng rồi. 4 chia 2 bằng 2. Chỗ này mình sẽ điền dấu chia.
Tương tự ở đây 20 4 bằng 5, 20 lớn hơn 5. 20 mà muốn biến thành 5 thì mình phải chia, đúng không? 20 chia 4 thì bằng 5. Vậy 5 x 4 bằng 20, đúng không? Mình nhớ là để cho số đó nhỏ lại khi mà thực hiện chia, để số nó lớn lên thì mình sẽ thực hiện phép nhân, đúng không? Từ lớn về nhỏ thì là chia, từ nhỏ lên lớn thì là phép nhân, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm nút hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 7. Câu số 7 thì người ta kêu mình quan sát tranh giờ viết phép nhân theo mẫu. Như vậy ở đây mình thấy là có những con chim bay đang bay, những con gà và những con vịt, đúng không? Nhưng mình sẽ quan sát mẫu đây là 2. Mỗi nhóm này là 2. Mình thấy là có 4 nhóm. Như mình sẽ tính tổng số chim thì mình sẽ lấy 2 x 4, đúng không? Tổng số chim chính là 2 x 4. 2 x 4 bằng 8. Như vậy có tất cả là 8 chú chim, được nè. Hay là 8 con chim cũng được, hay là 8 bạn chim cũng được nha. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát xem có bao nhiêu con gà. Mỗi nhóm này là có 2 con gà. Đây là 2 con, 2 con, 2 con. Mình thấy có tất cả 3 nhóm. Mình sẽ tính tổng số gà thì mình sẽ lấy 2 nhân 3. Như vậy chỗ này mình sẽ điền 2 nhân 3 nha. 2 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? 2 x 3 thì bằng 6. Như có tổng cộng là 6 con gà. Giờ ở đây mình sẽ đếm xem có bao nhiêu con vịt. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy nhóm này sẽ có 5 con vịt. Nhóm này cũng có 1, 2, 3, 4, 5. 5 con vịt. Mình sẽ tính tổng số vịt thì mình sẽ lấy 5 x 2, đúng không? 5 x 2 thì bằng bao nhiêu? 5 x 2 thì bằng 10. Như vậy có tổng cộng là 10 con vịt. Giờ như vậy là mình xong câu số 7 nha. Giờ câu số 7 các em là có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng gì hãy bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.